Sư cô thích nữ minh viên hé lộ nhiều điều ít người biết về cố ca sĩ Phi Nhung, nghe mà rưng rưng nước mắt. Trong một buổi livestream mới đây, nhằm tự nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, người đồng hành cùng cô đã chia sẻ nhiều điều khiến khán giả không khỏi bàn hoàng lẫn xúc động. Tuy đã 6 tháng kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện chờ rẫy, song có lẽ người thân, đồng nghiệp cũng như khán giả cả nước, hình ảnh người mẹ nuôi đầy lòng nhân hậu vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí mọi người trong một buổi livestream tưởng nhớ cố ca sĩ phi nhung của trung tâm thúy nga paris by này vừa lên sóng vào sáng nay sư cô thích nữ minh viên đã hé lộ nhiều bí mật về phi nhung khiến người xem không khỏi bàng hoàng lượng xúc động cụ thể nữ cố ca sĩ là người đã cùng sư cô thích nữ minh viên xây dựng nên mái ấm vòng tay dưỡng tử từ những ngày đầu tiên tiền thân của mái ấm này là một ngôi chùa cũng do chính tay hai người dày công gây dựng nên Thậm chí thời điểm ban đầu khi cơ sở vật chất chưa có do kinh tế khó khăn thiếu thốn, Phi Nhung và sư cô đã phải ngủ trên một tấm ván. Sư cô thích nữ minh viên xúc động bộc bạch, vùng kinh tế mới hoang vắng, khi đó ngôi chùa chỉ là cái am nhỏ, hàng đêm nằm ngủ trên một tấm ván. Những lúc cúp điện, rắn rít bò ra sư cô sợ lắm, nhưng chị Phi Nhung nói sư phụ cố gắng, những chỗ khó khăn thì mình ở đó giúp đời, chứ những chỗ sung sướng mình tới thì không còn ý nghĩa. Vì câu nói đó mà sư cô ở lại chứ nhiều lần muốn bỏ chạy rồi. Vượt lên trên hoàn cảnh nhằm hiện thực hóa ước mơ giúp đời, Phi Nhung đã tự bỏ tiền đi hát, bán đĩa để duy trì, trang trải đời sống khó khăn lúc bấy giờ. Thậm chí để có thêm kinh phí, Sư Cô và Phi Nhung từng phải đi nhặt hạt điều, bóc vỏ điều thuê cho người ta với giá 8.000 đồng một ký. Từ tiền bán đĩa của chị Phi Nhung có bao nhiêu là chị đem về lo cho các con, chứ chưa từng có mạnh thường quân nào đứng ra giúp đỡ cả. Sư cô có làm phụ thêm nhưng không đáng bao nhiêu hết. Sư cô cho biết, khi nhận nuôi 23 em nhỏ, trong số đó có 15 bé có giấy tờ công nhận chính thức của chính quyền, còn 8 bé được Phi Nhung nhận nuôi và nâng đỡ tại nhà riêng. Trước khi dịch bệnh bùng phát, Phi Nhung đã mở tài khoản tiết kiệm cho 15 người con nuôi chính thức. Không chỉ lo chu toàn cho các con ở hiện tại, nữ ca sĩ còn chăm lo cho cả tương lai sau này của các con công tâm mà nói những điều phi nhung làm thậm chí bố mẹ ruột cũng khó có thể làm được